Chào mọi người, là Anna mình đây. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với một tựa game rất là mới và thú vị mà mình muốn giới thiệu cho mọi người hôm nay. Đó chính là tựa game Das Verrückte Labyrinth. Thì đây là dịch ra có nghĩa là Crazy Labyrinth. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về game này ha. Thì game này chúng ta chơi gồm từ một tới bốn người nè, và dành cho độ tuổi từ 8 tới 99 tuổi. Thì cái này không có giới hạn thời gian chơi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ mở xem là trong hộp này có gì ha. Thì đây là hai cuốn sách hướng dẫn về game. Thì nó có rất là nhiều phiên bản của cái game này. Và đây là những phiên bản khác của game này đây. Đó. Game này mình còn mới chơi tối hôm qua thôi nên là giới thiệu ngay cho mọi người cho nó. Và đây là một tấm map, tấm bản đồ mà mình có thể bật vào thế này. Và bốn người chơi nên là mình sẽ có bốn cái thanh gỗ và gồm bốn màu là màu vàng, màu đỏ, màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Và chúng ta sẽ có những cái thanh thế này đây. Và trên mỗi thanh nó sẽ có một cái ký hiệu, có một cái hình ảnh, và những hình ảnh nó sẽ tương ứng với những hình ảnh trong cái lá bài mà chúng ta sẽ phát cho người chơi. Đây. Và đây chúng ta sẽ phát cho người chơi. Và đây là những ký hiệu. Đó. Thì bây giờ mình sẽ set up trò chơi và mình sẽ giới thiệu cách chơi và chơi thử cho mọi người vài ván để mọi người biết về biết cách chơi cho con game này ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ set up game này. Ok, cái này thì mình sẽ mở ra thế này. Và các bạn thấy là ở những cái góc này nó sẽ có những cái thanh gỗ đối cố định mà mình không thể di chuyển được. Và đây là những cái hàng mà mình có thể di chuyển qua lại lên xuống được. Thì đây mình sẽ đặt thế này đây. Không biết là ok thế nào. Đây mình sẽ, đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái thanh gỗ, mình sẽ đặt sắt lên bất kỳ trong tất cả các trong những chỗ trống của cái map này. Mình đặt lên bất kỳ thôi. Và ok, thì đây là cái setup cho chơi mình đã setup đây. Và luôn luôn chúng ta sẽ dư một cái thanh này để mà chúng ta có thể di chuyển. Ok, thì đây là cái thanh mà mình còn dư ha. Thì bây giờ cách chơi là thế nào? Mọi người sẽ chọn cho mình một cái bao sách. Thì bây giờ mình sẽ chơi cái lượt chơi của 4 người cho nó nhanh kết thúc ha. Thì bây giờ mình sẽ đặt các màu tương ứng với những cái màu sắc ở trên bản đồ. Thì bây giờ mình sẽ lấy camera ra mình quay lại cho các bạn ha. Ok, thì đây là setup của trò chơi của chúng ta đây.
Thì để bắt đầu chơi thì mình sẽ phát bài cho mỗi người. Thì trong này có 24 lá bài. Thì chúng ta cứ phát cho mỗi người đến khi nào mà hết số lá bài thôi. Thì bây giờ mình chơi 4 người thì mỗi người sẽ có gồm 6 lá bài. Và mọi người sẽ không biết là lá bài này bên trong có hình ảnh gì. Thì bây giờ khi mà mình đặt cho chơi thì mình sẽ từng người sẽ lật lên, sẽ lật những cái tấm bài, những cái tấm thẻ này lên. Và mọi người lật bất kỳ thôi, cái này kiểu như là mình ngẫu nhiên mà đó, mình không biết là có mình lật theo hướng nào, mình lật theo hướng này cũng được này, mình lật theo hướng này, nói chung là mình có thể lật bất kỳ một cách ngẫu nhiên cho đến hết. Ok, thì mình đã lật hết hết các thẻ rồi. Thì bây giờ bắt đầu chơi thì mình sẽ chọn màu cho từng người thôi. Thì bây giờ mình chọn cái bạn này là màu xanh xanh dương đi, bạn này màu vàng đi, bạn này màu xanh và bạn này thì màu đỏ đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt những cái màu này tương ứng với cái màu của trên cái bảng của mình. Màu xanh thì mình đặt ở đây màu xanh nè, màu xanh lá cây thì mình đặt ở đây màu xanh lá cây, màu đỏ thì mình đặt ở đây và màu vàng mình đặt ở đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi cái bảng màu xanh dương trước ha. Thì trước khi chơi thì mình sẽ phổ biến luật chơi của chúng ta ha. Thì mỗi bạn bạn có thể chọn bất kỳ người nào bắt đầu, không nhất thiết là theo luật lệ nào cả. Và mỗi bạn sẽ lập một cái thẻ bài thế này này đó, và bạn sẽ giấu không có cho mọi người biết là thẻ bài của bạn có hình gì. Và sau đó là bạn sẽ dùng cái này để bạn di chuyển những cái chỗ mà có thể di chuyển được, như là cái chỗ này này đó, những cái chỗ mà có cái dấu này này, di chuyển để mà bạn có thể đến được cái than cái cục gọi là cửa cục hả, cái cục của bạn, cái cục màu sắc của bạn có thể đến được cái hình này đó. Thì bây giờ mình tìm cái hình này là mình thấy là nó đang ở ở đâu đây, ở đây đó, nhưng mà cục mình đang ở đây. Thì nhưng là mình sẽ đang bị chặn rồi nè đó, mình không thể vượt qua được. Thì các bạn có thể vượt đây, đi thế này thôi, đi thế này thôi đó, còn những cái này là không thể đi được. Thì đó là lý do tại sao mà bạn phải còn ở đây, cục có cái thanh này để mà bạn có thể di chuyển để mà mở đường cho các bạn đó. Thì mỗi người khi mà đi được tới cái chỗ này thì sẽ được show nên là bạn đã được đi, bạn đã hoàn thành cái hình này rồi, cái địa điểm này rồi, và sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Và khi bạn đi đã đến tấm cạc cuối cùng rồi, và thì bạn kết thúc để kết thúc trò chơi cái lượt của bạn ấy, thì bạn muốn là người chiến thắng thì bạn phải từ cái hình cuối cùng bạn phải đi ngược về cái vạch xuất phát lúc ban đầu của bạn đây. Đó, thì đây là một game cũng khá là hay và hack não, tại vì bạn phải nghĩ, tại vì nhiều khi là bạn 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 nghĩ thế này là bạn sẽ mở được cái đường này đúng không? Nhưng mà sau đó thì nó lại bít cái đường này của bạn, tại vì bạn không bạn nói chung là
tối hôm qua mình đã bị thua nặng ở cái game này. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi một vài role để cho các bạn demo cho các bạn biết là ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lượt chơi của bạn màu xanh dương ha. Thì như mình đã phổ biến lúc nãy là bạn xanh dương có cái hình này. Đó, mình sẽ up cái hình này tại vì cái hình này chưa có hoàn thành thì mình sẽ up hình này. Và chỉ bạn xanh dương biết hình này thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái cục, mình sẽ dùng cái thanh này để mình di chuyển. Mình mở đường cho mình đi. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển thế này đi. Đó. Không biết có mở được đường nào hay không. Bạn không mở được đường nào. Thì khi mà bạn không mở được đường nào thì bạn có thể thứ nhất là bạn phải di chuyển cái thanh này. Thứ hai là bạn kết thúc lượt chơi của bạn thì bạn có thể di chuyển những cái địa điểm mà bạn có thể di chuyển để mà ván chơi tới bạn có thể dễ dàng hơn. Thì bây giờ mình quyết định mình sẽ di chuyển tới cái vị trí này đi để mà cho nó dễ dàng cho cái ván sâu hơn. Thì đây là kết thúc lượt chơi của mình rồi. Và lúc nãy là mình đã di chuyển cái hướng này. Thì bạn kế tiếp là bạn màu màu vàng nè, bạn không thể di chuyển cái hướng ngược lại là cái hướng này. Bạn có thể di chuyển theo cái hướng này nhưng bạn không thể di chuyển theo hướng hướng ngược lại là cái hướng mình đã di chuyển. Thì đây là luật chơi của cái game này thôi. Thì bạn có thể di chuyển, chúng là bạn phải nhớ là người chơi trước của bạn di chuyển theo hướng nào để bạn không thể di chuyển hướng ngược lại. Bạn có thể di chuyển cái hướng mà bạn ok. Thì bây giờ là luật chơi của bạn màu vàng. Thì mình sẽ giúp bạn ấy lật thẻ bài lên để biết là cái hình gì ha. Ồ, là hình một cô gái. Thì cái hình này là hình ở đây các bạn à. Và bạn màu vàng thì ở bên phía bên này. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy thẻ và mình di chuyển thôi. Mình sẽ di chuyển. Thứ nhất là mình sẽ mở đường này. Tại vì bây giờ là mình biết đường hết rồi. Mình biết đường hết rồi, mình không thể di chuyển được theo cái hướng nào hết. Thì bây giờ mình sẽ mở đường. Thứ nhất là mình sẽ mở đường cho mình trước. Đó. Mở đường thì cũng không khả quan lắm. Nên mà mình sẽ di chuyển thế này thôi. Đó. Tại vì mình không thể di chuyển hướng này được. Tại vì cái này đã biết đường này. Và cũng không thể di chuyển hướng này được. Tại vì cái này cũng biết đường nè. Và là cái thế cô gái của mình đã ở ngoài rồi. Ok, thì bây giờ sẽ kết thúc lượt chơi của bạn vàng rồi. Và bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu đỏ ha. Ok, màu đỏ thì bạn ấy ở đây. Bây giờ xem thử là bạn ấy có cái thẻ bài nào này. Bạn ấy có thẻ một chiếc nhẫn. Thì bạn ấy ở đây. Và bạn ấy cũng 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 không thể đến được. Tại vì bạn ấy có thể di chuyển thế này thôi nè. Đó, bạn ấy có thể di chuyển thế này. Tới này thôi. Thì bên này là bị bít tường rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy thông. Thông, thông, thông. Cho bạn ấy thông thương một xíu. Mình sẽ đây đi. Ok, thì xem thử là bạn ấy có tới được hay không này. Bạn ấy tới được không? Bạn không tới được. Thì bạn ấy theo theo di chuyển thế này đó, chuyển thế này, nhưng chỗ này lại biết đường rồi. Và bạn ấy di chuyển thế này thì đây cũng biết đường rồi, nên là bạn ấy mình sẽ đặt cho bạn ấy ở ở đây đi cho nó gần cái này. Và lượt sau bạn ấy có thể di chuyển một xíu là tới rồi. Ok, thì đã kết thúc lượt chơi của bạn màu đỏ rồi. Thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu xanh dương. Màu màu xanh lá cây ha. Thì bây giờ mình sẽ lật thẻ bài lên thử là xem bạn màu xanh lá cây có gì. Hình đầu lâu. Thì hình đầu lâu của bạn ấy là ở đây. Thì bạn màu xanh lá cây là ở đây. Thì xem là bạn ấy sẽ đi thế nào đây. Bạn ấy có thể đi thế này, đi tinh 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 đường đường tinh 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 biết đường. Ok,
là hack não đây. Ok thì mình bây giờ mình sẽ mở đường cho cái con đầu lâu này đi. Mình sẽ mở đường này. Tại vì con đầu lâu bây giờ nó không biết biết cả hai đường mà. Thì bây giờ mình sẽ mở đường cho con này. Ô, này không được rồi. Cái này không 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 di chuyển được rồi đây. Ôi trời ơi. Ok thì mình sẽ cho nó đường này thôi. Thì đây mình sẽ mở đường. Thì các bạn thấy là khi mà mình đặt ở đây và mình thấy, các bạn thấy là cái con màu cái thanh màu đỏ nó đã vượt ngoài rồi thì nó sẽ di chuyển ở đây. Đó, nó sẽ được đặt ở đây. Vì cái đây ngon rồi nè. Đó, thì bây giờ cái thanh màu đỏ nó ở đây rồi. Và bây giờ mình xem nữa là mình có thể đi được tới được đó hay không. Tinh 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 tinh. Cũng biết đường rồi. Ai hầm hiu quá. Tinh tinh tinh. Thôi mình sẽ đặt nó ở đây cho nó gần một xíu ha. Ok thì bây giờ mình lại tiếp tục lượt chơi của bạn màu xanh dương thôi. Thì bây giờ bạn ấy là tới cái bức tranh mà bạn ấy đang ở đây đây. Bức tranh này cố định này. Ok thì bây giờ bạn ấy không có sự lựa chọn nhiều như các bạn thấy, thì bạn ấy chỉ được đi được ở đây thôi. Chỗ này là ít biết tường rồi nè. Rất khó ha. Giờ bạn mình phải giúp bạn ấy. Thôi mình chơi đại đi. Nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ nhiều thì có hack não thôi. Ok. Thế này. Thì bạn ấy đi được cái này. Tinh 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 tinh. Tinh tinh tinh. Ngay đi tới đây đi. Hả? Đi tên hoặc là đi tới đây đi hay là đi chỗ nào đây? Đi tới chỗ này đi cho nó gần. Cho nó gần với bọc trang. Thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn màu vàng ha. Thì bạn màu vàng của mình xem nào. Ồ, các bạn nhớ không là mình đã đặt cái này thì màu vàng của mình đã ô ra cái này rồi thì màu vàng mình được đặt ở đây. Mình quên. Ok, xem bây giờ xem màu vàng của mình là có gì nè. Vẫn là hình cô gái. Xem cô gái của mình ở đâu rồi. Ồ, cô gái của mình ở đây rồi. Và xem nào. Bạn ấy bây giờ bạn ấy có thể đi thế này đây. Đó. Tăng 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 tăng. Này nhưng mà là bị bít. Bít cửa ở đây rồi. Bít cửa ở đây rồi. Thì giờ mình sẽ thông cửa cho bạn ấy. Mình sẽ thông cửa cho bạn ấy. Mình thanh mới đây. Mình sẽ thông thông thông. Thông này đây. Ok. Thì xem là bạn ấy thanh. Ồ, bạn ấy là đang ở chỗ nào đây mất. Quên mất tiêu rồi bạn ấy. Ở đây ha. Thì ok thì bây giờ bạn ấy xe máy đi được cái nào nè. Tinh 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 tinh. Ồ, mình thông cái phía bên này thì bây giờ nó lại biết cái phía bên này rồi. Ồ trời ơi, ói âm quá. Hay. Thôi mình sẽ đặt bạn ấy ở đây. Để xíu nữa là có thể thông bên phía bên này là sẽ tới được đây thôi. Ok thì bây giờ là kết thúc lượt chơi của bạn màu vàng rồi. Sẽ tới lượt chơi của bạn màu đỏ ha. Vẫn là chiếc nhẫn điện thoại. Và bạn màu đỏ của mình đang ở đây. Và chiếc nhẫn đang ở đây. Thì ok thì bây giờ là bạn của mình có thể đi thế này. Tinh 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 tinh. Không, này bị bít rồi. Đi thứ hai là đi tinh 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 tinh. Cái này cũng bị bít rồi. Khổ sở quá. Em rất là hài não quá ha.
Ok, thì bây giờ mình sẽ thử đi phía bên này đi. Cuối cùng gì cũng chết. Sao không di chuyển được. Đây. Thì bây giờ mình sẽ tinh. Lại càng bít hơn nữa. Thôi mình sẽ đặt ở đây. Ok. Trời ơi, không có đứa nào chơi ngu như mình. Thế là xong được bằng đó rồi ha. Bây giờ ok, mình sẽ bây giờ mình sẽ đặt ra tiêu chuẩn là mình sẽ mục tiêu là mình sẽ kết thúc một thẻ bài thì mình sẽ kết thúc video luôn ha. Rồi. Ok, đây là bạn là lâu lâu huyền thoại. Và bạn màu xanh của mình ở đây. Và cái lâu lâu nó ở đâu đây? Ở đây. Thì xem nào, thì bạn của mình có thể đi được tới đây nè. Tinh 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 tinh. Bịt cửa. Cái đầu lâu thì nó đang thông với cái này. À, có cách rồi. Ồ, thế là mày. Ồ, có được không trời? Không, không được rồi. Tại vì thế này là cũng biết rồi nè. Tại vì mình đang muốn là thông cái chỗ này đi. Thế mà chỗ này cũng bị biết. Trời ơi, sao tôi nghiệt ngã quá. Nãy chơi nãy giờ mà vẫn chưa được cái thế nào. Mình lại hên xui đi. Mệt rồi. Thông cái này ra. Thông cái này. Thông cái này đi. Trời, thế là tôi dậm chân tại chỗ luôn rồi. Thế ngu quá. Ok, đầu lâu điện thoại vẫn nằm yên đây. Và bây giờ sẽ tới lâu chơi của bạn màu xanh dương thôi. Vẫn là bức tranh ở đây và bạn xanh dương ở đây. Thì bây giờ bạn ấy phải tìm cơ hội để mà bạn ấy tại vì bức tranh nó sẽ có cái đường thế này này. Đó, nó sẽ có đường thế này. Tinh 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 tinh. Đó. Và phải thông ở chỗ này. Hoặc là thông ở chỗ này đi. Thì mới được nè. Thôi. Trời, tôi đổ mồ hôi rồi. Vẫn chưa xong nữa. Ok, thì nhìn mình sẽ cố gắng mình thông đường thôi. Không biết thông thế nào. Vẫn biết đường các bạn ơi. Có thể đi tới này thôi. Đi tới này thôi. Không đi tiếp được. Mình sẽ đặt ở đây đây. Mà tiếp tục. Ok. Bức tranh huyền thoại bạn ở đó. Rồi bây giờ là cô gái huyền thoại luôn. Của bạn màu vàng. Thì bây giờ bạn ấy đặt cái đây thôi nè. Tinh tinh tinh. Ôi, ôi. Đặt cái đây ha. Bạn ấy đặt cái đây. Tinh tinh tinh. Trình. Di chuyển đây. Cô gái huyền thoại đã xuất hiện. Ok, thì tôi sẽ kết thúc game ở đây luôn. Chơi nãy giờ là đã rất là hại não rồi. Thì đó thì là cái game này đấy. Đó là lý do tại sao mà nó tốn rất là nhiều thời gian và rất là khó mà kết thúc. Tại vì khi các bạn đã đặt hết cái thẻ bài của các bạn rồi, bạn đã đi đến hết những cái địa bức tranh của những cái thẻ bài của bạn rồi, và các bạn phải trở về và xuất phát lên nè. Đó. Thì các bạn nghĩ sao về game này thì nhớ comment
ý kiến của bạn về game này ha. Và nhớ ủng hộ cho mình một like và một theo dõi để mình có động lực. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình biết ý kiến của bạn về video này ha. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video sắp tới của mình ha. Và cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ, và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể làm nhiều video mới sắp tới về board game và cũng như cuộc sống của mình ở bên châu Âu, cũng như là nói chung và Tây Ban Nha rất nói riêng ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình. Bye bye.